Giữa tháng 4 năm 2015, một cuộc biểu tình phản đối với quy mô lớn chưa từng có đã diễn ra ở Bình Thuận. Nguyên nhân chính bởi những mực tức chồng chất do ô nhiễm tạo ra bởi trung tâm nhiệt điện than Vĩnh Tân của Trung Quốc, khiến môi trường sống của dân cư bị thiệt hại trầm trọng. Người dân Bình Thuận xuống đường bởi vì các nhà máy điện lực Vĩnh Tân phát tán bụi và các chất độc hại từ bãi tro xỉ đang gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, làm ô nhiễm biển và gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản sinh kế của họ. Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thư cho thấy, mỗi năm, các nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân phát sinh khoảng 3,8 triệu tấn tro xỉ. Trong bài viết Đoàn tàu tro xỉ, chuyên gia năng lượng và môi trường Nguyễn Đăng Anh Thi ước tính, lượng tro xỉ thải ra từ các nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân, nếu chứa trong các container 40 feet với tải trọng 30 tấn đặt trên các toa tàu thì phải cần đến gần 127.000 toa tàu. Đoàn tàu trò sĩ đó có chiều dài 1.900 km với đầu máy tại ga Sài Gòn và toa cuối ở ga Đồng Đăng. Và điều đặn mỗi năm, các máy nhiệt điện thang Vĩnh Tân tạo ra một đoàn tàu tro xỉ dài như thế. Nhưng Việt Nam không chỉ có mỗi điện lực Vĩnh Tân, mà còn điện lực Duyên Hải ở Trà Vinh Long Phú ở Sóc Trăng, Sông Hậu ở Hậu Giang, Mông Dương ở Quảng Ninh, Vũng Án ở Hà Tĩnh, Quỳnh Lập ở Nghệ An, Quảng Trạch ở Quảng Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Trị, Long An và rất nhiều nữa. Các nhà máy nhiệt điện than này cũng đang và sẽ tạo ra những đoàn tàu tro xỉ khác. Theo một phân tích đăng trên báo mạng tuổi trẻ vào tháng 12 năm 2018 thì khoảng 2-3 năm nữa không còn chỗ chứa trò xỉ của nhiệt điện than. Năm 2015, Việt Nam chính thức chuyển từ quốc gia xuất khẩu năng lượng trở thành quốc gia nhập khẩu năng lượng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là than đá để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng cao của các nhà máy nhiệt điện than. Lịch sử hơn 120 năm xuất khẩu than đá của Việt Nam nay đã kết thúc để chuyển sang một trang mới nhưng trang mới này ngày càng đen hơn. Chỉ riêng năm 2018, số liệu thống kê cho thấy Việt Nam đã chi một số tiền kỷ lục là hơn 2 tỷ Mỹ Kim để nhập khẩu than đá. Lượng tiêu thụ than đá của Việt Nam đã gia tăng phi mã lên đến 350% chỉ trong vòng 10 năm qua, so với tỷ lệ trung bình cùng giai đoạn của toàn thế giới là 26%. Nhưng cơn nghiện than đá của Việt Nam vẫn chưa thấy điểm dừng. Nếu không muốn nói là càng ngày nghiện càng nặng. Các chất ô nhiễm phát thải từ nhiệt điện than trên thế giới từ lâu đã được xác định là thủ phạm gây ra ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất trồng, phá hủy các hệ sinh thái và gây ra bệnh tật cho các cộng đồng dân cư. Không chỉ thế, nhiệt điện than còn bị chỉ đích danh là thủ phạm chính phát thải khí nhà kính, gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Vậy mà vừa qua, Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam đã công bố tiêu chuẩn quốc gia trò sĩ nhiệt điện than làm vật liệu san lấp bồi nền xi măng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tiêu chuẩn này đã bỏ qua nhiều chỉ tiêu về thành phần nguy hại hữu cơ, gây tác động nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe người dân. Hơn nữa, công nghệ đang được các nhà máy nhiệt điện Việt Nam sử dụng là công nghệ cận tới hạn, Nền trò sĩ không đạt tiêu chuẩn để tái chế, tái sử dụng thành vật liệu xây dựng hay sàn lắp mặt bằng. Nối gót theo Trung Quốc, Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã thực hiện chính sách lấy nhiệt điện than làm trụ cột phát triển nguồn điện của Việt Nam. Đây là rào cản thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch trong suốt thời gian qua. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Usman John đã nói: Việt Nam không thể hóa rồng trong khi xung quanh đầy bụi của nhiệt điện than.